Hoàng hôn ở Phú Quốc thường bắt đầu vào khoảng 17:30 từ cuối tháng 10 đến khoảng đầu tháng 4. Có thể nói hoàng hôn ở đây dường như được thiên nhiên ưu đãi hơn, màu sắc đa dạng quyến rũ, níu chân mỗi du khách khi tới hòn đảo này. Không có gì tuyệt vời hơn là được chiêm ngưỡng toàn bộ bức tranh hoàng hôn ấy trên du thuyền Sarita sang trọng. Là du thuyền đầu tiên tại Phú Quốc được nhập khẩu nguyên chiếc từ Pháp, Sarita tự hào mang tới cho bạn trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và khác biệt nơi đảo Ngọc. Với nội thất đẹp gồm 4 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp ngay trên du thuyền, bạn sẽ được tận hưởng một chuyến đi hoàn toàn tiện nghi và thoải mái cùng với gia đình. Chiêm ngưỡng hoàng hôn tuyệt đẹp đầy màu sắc tại Phú Quốc trên du thuyền Sarita là một trong những điều bạn nhất định không được bỏ lỡ khi đến đây. Với mong muốn mang đến những trải nghiệm tốt nhất dành cho du khách, bên cạnh những dịch vụ như lặn ngắm san hô trong làn nước trong vắt, thử tài câu cá, bạn còn được thưởng thức các món ăn được phục vụ chuyên nghiệp và đa dạng, cũng là dịch vụ được mong đợi và đánh giá cao từ khách hàng. Với những gì mà thiên nhiên ban tặng cho đảo Ngọc Phú Quốc, du thuyền Sarita Phú Quốc sẽ là lựa chọn hoàn hảo để bạn tận hưởng những gì tuyệt vời nhất, kỳ thú nhất khi ghé thăm nơi đây. Hãy bắt đầu chuyến đi của mình cùng du thuyền Sarita Phú Quốc trong chuyến đi tới nhé!